Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda ADV 350 2022 vừa cập bến thị trường Việt Nam với mức giá từ 360 triệu Việt Nam đồng. Sau thị trường Thái Lan, cuối cùng thì cái mẫu tay ga phần cơ lớn đa dụng ADV 350 2022 cũng đã cập bến thị trường Việt Nam dưới hình thức nhập khẩu tư nhân. Đây được xem là mẫu xe được nhiều biker yêu thích và chờ đợi trong một khoảng thời gian vừa qua. Honda ADV 350 2022 là một trong những cái mẫu tay ga cỡ lớn trong các dòng xe đa dụng, vừa có thể lái trên cái đường phố, vừa có thể sử dụng trên băng qua những cái đường địa hình một cách rất thoải mái. Một cái điểm nhấn đầu tiên đã bật nhất ở trên cái chiếc Honda ADV 350 2022 đó chính là cái có động cơ xăng đơn, dung tích là 330cc, SOC 4 van làm mát bằng nước, XB cộng, cho ra cái công suất là 28,8 lực, đi cùng một men xăng cực đại là 31,5 Nm, đi kèm với một hộp số tự động vô cấp CVT, được coi là hệ thống truyền động mạnh nhất trong cái phân khúc này. Một cái điểm nổi bật tiếp theo trên cái chiếc Honda ADV 350 2022 đó chính là được trang bị hệ thống treo trước là cái phục hành trình ngược 37m đến từ Showa, đi cùng hệ thống treo sau lò xo chủ đôi cũng của hãng Showa. Trong khi cái lớp xe là lớp đa dụng đến từ Messerschmitt, kích thước là khá lớn. ADV 350 2022 còn được trang bị thêm một cái bộ bảo vệ tay lái phía trước để giúp ngăn chặn những cái chướng ngại vật. Trong khi cái tấm chắn gió phía trước có được điều chỉnh là 4 cấp độ, nâng cao cái sự thoải mái khi sử dụng với một cái khoang hành lý rộng rãi bên dưới đèn xe lên tới là 48 lít, có thể chứa được heo hiểm là full face, hệ thống đèn pha dạng LED, đồng hồ hiển thị kỹ thuật số toàn phần LCD, đi cùng chiếc cổng sạc USB loại C. Bên cạnh đó thì cái chiếc ADV 350 2022 có những tính năng hỗ trợ rất là bậc như hệ thống chìa khóa minh từ xa, phanh ABS trước sau, hệ thống cái đèn báo phanh khẩn cấp ABS, hệ thống kiểm soát mô men xoắn HSTC có được lựa chọn đến từ hãng Honda. Cái chiếc Honda ADV 350 2022 hiện đang có mặt thị trường Việt Nam dưới dạng hình thức là nhập khẩu tư nhân thay vì chính hãng. Mức giá đăng bánh theo chúng tôi ghi nhận dừng ở khoảng con số là 360 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để chi tiết nhớ like, share, subscribe.